Rồi, ok, hello anh em, và chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tất nhiên là chào cả chị em luôn rồi. Thì hôm nay quay trở lại với con game Apocalypse Harry at the End of the World. Thì con game này mình đã chơi một tập trước đây rồi, tức là cái video và comeback mình quay trở lại đấy. Thì sau khi mà chơi cái tập đấy xong, mình lại kiểu bận sắp bật lờ để làm đồ án. Thế nên là hôm nay có thời gian chúng ta sẽ tiếp tục chơi và phá đảo con game này. Thì mình đã đặt tên lại cho con game này rồi. Chúng ta sẽ không đọc theo cái tên gọi là tên gốc của nó thì vì nó quá dài. Mình sẽ đặt cho con game này có tên là Pop Cứu Bồ. Đấy. Còn tất nhiên rồi, những hành động nào mà anh hùng trượng nghĩa, hiệp nghĩa thì sẽ là mình. Còn hành động nào ngu dốt thì sẽ là cái thằng Harry này. Ok chưa? Đéo và đéo. Thì ở tập trước là chúng ta đang chơi đến đoạn quãng rồi nhỉ? Lâu không chơi, lâu phết rồi đấy. Gần một tháng rồi mình bắt đầu mình quay trở lại. Quẻ nốt của... À đây. Rồi nhớ. Chúng ta đang đến cái đoạn có một con cá kiểu cá chết đúng không? Cá chết mình đoán là do tham ăn, tục uống. Thế là ăn quá nhiều cá thì là bị nôn anh em ạ, bị nôn vào tường. Còn bên này câu chuyện là chúng ta đang có một con... Tại sao mình lại trèo như thế này nhỉ? Và tại chân này của ai đấy? Có một cái con chim hạc và nó đang bị xích mất một cái chân rồi. Ở đây có cái gì đó này. Cái này không biết là cái gì. Ở đây có một con dao. Lấy ra đi, Peach. Lấy được con dao. Ok chưa? Mình có nên cứu cô, giải cứu cô bé này không? Chán thế nhỉ? Mình cứ tưởng là thằng này nó sẽ giải cứu cái xác này. Nhưng hóa ra là nó chỉ tụt quần ra và lấy một cái chìa khóa. Từ từ để xem có giải cứu được không nhá. Rồi không làm gì được rồi. Chúng ta sẽ xuống và lấy cái chìa khóa này. À thằng này không chịu đi xuống ạ. Đi xuống hộ bố cái nào. Thì bây giờ là sử dụng cái này xem nào. Sử dụng con dao này để giải cứu được không? Không được. Mổ bụng con này ra. Có đúng không? À lấy được cái thang. Ok bây giờ mình vẫn đang có con dao ở đây. Con dao này nhưng mà không dùng được. Không dùng để rạch bụng con cá ra được. Không được luôn anh em ạ. Thế mình nghĩ là chúng ta sẽ dùng thang để đi xuống rồi. Ui dồi ôi. Ok câu chuyện là một con cá to đến mức mà mình phải dùng cái thang để đi xuống. Nhớ. Căng lắm anh em ạ. Đi xuống lên pitch. Lại phải nhắc. Rồi đã đi xuống xong. Có lấy lại cái thang không? Tạm thời là chưa. Mình lấy được một cái giống như là một cái chuôi. Đúng không? Mình giống như một cái chuôi dao. Còn đây là chắc chắn là cái chìa khéo rồi. Ý mình là cái chìa khóa. Có con dao đây. Mình nghĩ là sẽ mổ bụng con cá này. Nó mới còn sống. Không phải á? À đây đúng rồi mà. Vâng bây giờ là mình sẽ được kiểu đây gọi là cái gì? Cooking Simulator. Vâng, game giả lập nấu ăn. Dao sắc thế. Cắt phát đứt làm đôi rồi. Cắt phát đứt làm tư luôn. Xong bây giờ là chơi trò chơi xếp hình à? Úi dồi ôi. Cắt làm 8. Làm 8 là để cho con Peach này ăn anh em ạ. Chắc chắn luôn. Đây. Từng đứa ăn một. Một đứa. Hai đứa này đớp đi. Kiểu như mình giống như cái thằng ở trong Jurassic World ấy. Cái thằng mà nó kiểu điều khiển khủng long ấy. Còn bây giờ là mình phải điều khiển một con chim có 8 đầu. Và nếu như anh em nhìn kỹ hơn thì cái cổ của con chim này trông rất giống lòng lợn. What? What the fuck? Y hệt lòng lợn luôn. Cái lòng mà mình đã luộc rồi ấy. Rồi ăn đi nhá các bạn. Ăn đi nào để mình lấy cái chìa khóa này. Mình sẽ mở chân ra. Mình đoán ấy là nếu như mà mình mà không làm... Ủa ôi, mình mà không làm thế thì nó sẽ cắn mình đấy. À chúng ta có thể lấy được. Ok lấy được hết cái này. Và bây giờ câu chuyện là phải làm thế nào để mở được. À cho vào đây. Khó thích nhỉ. Làm thế nào để mấy cái bánh răng này ấy nó quay được cơ. Đây. Hai cái, còn hai cái thôi. Cái này mình nghĩ là cái này ấy, cho vào đây. Không cho được á. Cho vào đây, cho vào đây cũng không được đấy. Đây mình nghĩ cái này cho vào đây. Cái bé này không phải rồi. Lấy lại cái này, lấy cái to xem nào. Ok nhá, cái này nó đã sát được rồi này. Xong đi cái bé này. Mình nghĩ là cái bé này sẽ vào đây thôi. Ok. Cái kiểu này làm sao làm khó được mình lấy lại cái này. Cái này cho vào đây. Đấy. Easy game. Mở được chưa? Rồi. Con đũi này đã mở được. Thế bây giờ nó đi đâu đây? Từ từ nhá, để xem nó đi đâu đây. Chúng ta sẽ đi theo nó.
Này mà tính ra con này rất cao nhá. Mặt mình là sát đến đít cái con chim ấy luôn. Chúng ta ở đây có cả xác chết của thuyền trưởng luôn. Và nếu như em để ý thì có vẻ như là ở đây nó đang có một cái dịch bệnh gì đó. Đấy. Thằng này ở bẩn không tắm, thế là chết do là bẩn quá. Thế là kiểu mấy con ruồi nó bâu vào đấy. Thằng con này thì rất giống thần chết nhá. Đúng không? Thằng này thì không biết là như nào. Thằng này thì giống như kiểu bị ghẻ nên bị ngất ra đấy. Còn đây là cái con quái vật rồi, chắc chắn. Nào để xem chúng ta có thể lấy được gì từ con chuột này không? Cút! Có thể lấy được gì từ cái này không? Không thể. Nào chúng ta hãy cùng đi lên thuyền nào. Này, mình bước lên thuyền như thế này mà nó không ai làm gì mình nhỉ? Không làm gì được. À đây, đây có cái búa, đây có cái búa đây. Ok. Cái búa này từ từ nhá, mình để xem cái búa này có thể đập được vào đâu không này. Đập con này xem nào. Ôi, what the... hóa ra là có cái kiếm ấy. Mình bất ngờ đấy, mình cứ tưởng là kiểu thần chết các thứ. Rồi, có kiếm. Đi lên trên này. À, búa to, đúng rồi. Cái búa này về sau mình đứng lên trên này, mình sẽ kiểu xét đánh vào, đúng không? Đây, mình đoán là cái này là mình sẽ chặt cái này. Đúng không? Có phải là chặt không? À, có thể để đi xuống thôi để đâm con này đây. À, đâu, đâu, từ 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 từ. Đây, cái này là mình sẽ đặt lên đây, mình sẽ phải làm cái kiếm, chắc chắn luôn. Mình còn cái chuôi kiếm ở bên kia mà. Đấy. À, cái chuôi kiếm rõ ràng là mình nhặt được rồi mà. Hay là mình phải lên cướp của con lũy này. Tại vì cái chuôi kiếm bên kia ấy, là mình rõ ràng mình vẫn còn. À đây rồi, bây giờ mới lấy được ạ. Cái thằng này lên không chào hỏi ai mà nó chỉ lên ăn trộm đồ thôi. Thế là không được nhá, làm gì mà là phải xin phép. Đúng không? Phải biết lễ phép với người lớn. Rồi ok, cho vào, xong bắt đầu lấy cái này, đập. Đấy, có hàng luôn. Mình nghĩ là xong dùng cái kiếm này chém con đũi này. Không phải rồi. Thế thì rất có thể là chúng ta sẽ dùng cái kiếm và chặt cái cột buồm mình em ạ. Hay là mình sẽ phải chặt thằng này. Oh my god. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. À, để làm mồi cho quái vật. Ghê vậy bạn. Ôi dồi ôi. Sau khi con này ăn xong thì nó nhả ra con chim. Sao kỳ quái nào. Mà con chim lại mặt lại trông rất khó chịu. Anh em công nhận không? Con chim trông mặt rất là thiếu cái sự thiện cảm. Mình sẽ lên chém con chim này. Vì cái tội là mặt thiếu sự thiện cảm. Chim với cỏ biến. Và là sao đây? Nó đi đâu đây? À có thể nó sẽ xuống bắt cái con này. À, vẫn bậu đấy à? Cay nhỉ? Từ nhá để xem mình... À đây rồi. Không làm gì được cái thằng này. Bỏ mẹ rồi, cái kiếm của mình mất rồi cái mô. Kiếm bị mất rồi, bây giờ phải đi xuống. Có thể là mình sẽ bắt cái con chim này đây. Bắt nó. Bắt luôn. Ấy à, nó nhổ cái gì ra đây anh em ạ? À đây, mình có thể lấy được cái gì đó. À, lấy được tiền. Thôi con mẹ nó lấy rồi. Nhưng mà bây giờ tiền thì để làm gì? À, tiền có thể là phải cho Đức Vua. Phải không? Hay là cho con lũy này. Cầm lấy tiền. Rồi, và hãy đưa cho tao một gì đó. À, hóa ra là mình phải trả tiền mới được đi anh em ạ. Gớm. Có thể là mình sẽ sang một cái đồ lục địa mới đây. Ui dồi ôi. Mặt trăng này. Mặt trăng trông cục thế. Mặt trăng này còn cằm trẻ. Mặt thì rất là kiểu trông khó chịu không. Môi dày phết nhỉ. Mỗi tội là mũi tẹt. Nói chung là mặt trăng này là mình không có thiện cảm lắm đâu. Chúng ta có cái nước gì đấy đây. Có một cái dây. Chắc chắn là phải lấy được cái dây này. Là rõ. Lấy được cái này luôn. Là rõ. Lấy cái này luôn. Ồ, mình có khi là mình phải đi lau thuyền hay cái gì gì đấy đấy anh em ạ. Gì đây? Ui, tiên sư mà khó thế. Ồ. VRAS. À, có thể là chúng ta sẽ phải chiêm tinh, mình phải nhìn lên trên này thì mình mới giải được câu đố đấy. Thế còn cái này mình sẽ đoán là chúng ta sẽ đi múc nước ở đây. Đây, đây là chỗ múc nước anh em ạ. Múc nước lên và chúng ta sẽ đi lau thuyền đúng không? Sau khi đã mất tiền để mua con thuyền này thì mình phải làm sạch nó chứ. Đây, lấy cái này. Bây giờ á, mình sẽ trở thành một thằng lao công ở trên thuyền. Lao phát nữa đi bạn ơi, lao sạch vào, đúng rồi.
có một cái gì đấy đây. Cái này thì mình đang hơi phân vân, mình không chắc có là cái gì. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ nhìn qua kính viễn vọng đi. Nhưng mà đang hơi phân vân là bây giờ mình sẽ nhìn 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 đổi nó như thế nào. Tại vì có một cái nút gì đấy đây, nhưng mà đang không biết là phải làm như nào. Oh. À, ấn được vào để chọn anh em ạ. Đây, đầu tiên là chúng ta phải nhìn giống cái ở dưới này đúng không? Đây là cái này. Chuẩn luôn mà đúng không? Chuẩn luôn. Bên dưới là đây, chúng ta sẽ phải nhìn vào cái này. Sau đó thì mình nhìn vào đâu? Sau đó mình có thể đi qua bên này không? Hơi phân vân một chút đấy. VR. VR thì sao? Thì nối với bốn cái này à? Đúng không? VR là nằm ở giữa, đúng không? Nó là hình này mà. Nó sẽ nối với hình này là một. Tiếp theo hình tròn có bánh xe, đúng không? Là hình này, là hình này. Tiếp theo hình này mình sẽ tìm hình này giống kiểu một cái bộ quần áo. Đây, có đúng không nhỉ? Chuẩn rồi đấy, mình nghĩ là chuẩn rồi. Và cái cuối cùng nó là hình này giống một cậu bé đang chạy. Ô, tiên sư mày không thấy à? Không thấy có anh em ạ. Hay nó là hình này nhỉ? Vẽ xấu thế bạn ơi, làm sao mình biết mình chơi được? Đây, bên này thì có. Thế có vẻ là hơi sai rồi đấy. Ok. Không phải là cái hình nào cũng na ná giống nhau đâu. Phải chuẩn đấy anh em ạ. Rồi ok, mình nghĩ là bốn hình này là chuẩn rồi. Còn bên dưới nó lật ngược lại thì chúng ta sẽ phải chọn những cái hình ngược lại của hình bên trên. Không có gì khó cả anh em ạ. Xong chưa? Rồi sao? Em lật xong rồi đấy anh em ơi, lật xong rồi nhưng mà đang chưa có hiện tượng gì xảy ra cả. Bây giờ mới phát hiện ra cái hình này nó sai. Nó là hình đầu ngang anh em ạ, còn mình lại đang để đầu dọc. À đây rồi, mở được cái cửa. Hấp dẫn phết nhờ, con game này nhìn thế mà cũng khá là hay đấy. Wow, một cái thuyền trông rất phò phạch thế mà có tận 3 tầng hầm bên dưới. Gớm mắt thật sự đấy bạn ạ. Ra lấy cái gì đây, làm gì đấy? Ê, đừng bảo là mình đang đột nhập vào thuyền xong thầy sẽ chém mình nhé. What's up bro? Rồi sao bạn ơi? Chúng ta có pháo ở đây. À, thằng này là thằng canh giữ cái pháo đấy. Bây giờ mình phải đi xuống. Mình sẽ phải đi xuống để lấy cái hạt pháo đúng không? Chuẩn luôn rồi. Ê, xin lỗi bạn nhá. Từ nhá, để chúng ta sang bên này để mở cái này xem nào. À, ok. Wow, ghê gớm vậy bạn. Được rồi đấy, ngon đấy. Bây giờ là chúng ta sẽ phải đi lấy được cái đạn pháo trước. Nhưng mình nghĩ là mình vẫn phải đi xuống đấy anh em ạ. Đừng đuổi em lên nhé, em đi vui thôi chứ không làm gì đâu. Cái gì đây, chúng ta có một cái que. Mình đang hơi phân vân là cái que này để làm gì. À, có thể là chúng ta sẽ phải đứng từ bên này mình gõ thì mình sẽ đỡ mất thời gian hơn để chạy đúng không? Really nigga. Đấy, mình gõ cái vui thôi chứ mình không làm gì đâu. Đây, để mình đứng đây nhá. Rồi, vẫn không được à? Thảy. Cay thật sự đấy. Mà từ cái thời mà Hy Lạp cổ đại mà đã vuốt tóc kiểu sai pát các thứ rồi trông bảnh bãi cả lìn á. Này thì đi xuống phát nữa đi, mình đang hơi phân vân cái đấy nó là cái gì. À đây, đây không biết nó mới là đạn hay là thằng này đang giữ đạn nhỉ. Có vẻ như đây mới là đạn anh em ạ. À, chúng ta sẽ phải nhúng vào đây. À, đây là dầu. Chuẩn rồi, chuẩn rồi, chuẩn luôn. Mình sẽ lấy cái này cho vào cái này, không phải. À,
có vẻ như là chúng ta sẽ phải cho cả, wow, có gai nữa anh em ạ, dầu xong bây giờ có cả gai, hoặc là cái này là cái chất kết dính gì đấy. Bây giờ mình sẽ bắn con bạch tuộc kia đúng không? Nó đang gọi là bậu lấy cái thuyền của mình, hòng ý định cướp. À đấy, mình sẽ bắn kiểu như này. Cái này mình nghĩ là gắn vào đây rồi. Không, chưa có hàng anh em ạ, chưa có hàng. Bắt buộc là phải đi qua chỗ thằng mặt lờ này là để lấy. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một lần nữa. Tinh tong. Rồi nha, bây giờ đứng hẳn xem này đi. Nó thấy mình là nó khôn lắm, thầy khôn lắm. Thầy vuốt tóc đẹp dai này là chắc chắn nó thông minh rồi. Rồi đi xuống nào. Nhanh, không bắt cha mày rồi, lấy được rồi. À, gọi là cái dây nối anh em ạ. Rồi em làm gì đâu, em đi lên đây. Đấy, đuổi cái đi ngay anh em thấy chưa? Người lịch sự đấy. Nào, nối vào nào. Có một cái dây ở đây. Hay là mình phải cho này vào trước. Sợi, ngày xưa hiện đại VL chỉ qua một cái công tắc thôi là chúng ta có thể điều khiển được cả khẩu pháo. Đây, cho cái này vào đây đúng không? À hiểu rồi, vừa nãy là mình đứng gần quá, nếu mà mình đứng đấy cho vào thì con bạch tuộc này nó tóm được mình. Ok, hiểu luôn bạn ơi. Rất là cẩn thận đấy. Ok, bây giờ là cho này vào đây. Lại còn sai. Rồi ok, thế cho này ra đây trước. Khổ lắm cơ. Nào bây giờ thì cho được chưa? Nhiễu lắm. Nào bây giờ cho dây vào đấy. Bắn vào chiếc cao này. Nhí nha nhí nhố, nhí nha nhí nhố. Rồi sao, sợ chưa? Biết sợ chưa? Vẫn chưa biết sợ à? À rồi. Nó bắt đầu bị đuối rồi anh em ạ. Nhìn cái bạch tuộc thì lại thấy thèm. Lâu lâu không được ăn. Ôi bà mẹ rồi, nước tràn vào rồi. Nước tràn bờ đê rồi anh em ơi. Vỡ mõm. Ui ôi. Bị tóm rồi. Phải bơi, phải né. Khổ, phải né anh em ạ. Từ nãy giờ mình cứ tưởng là cốt truyện của nó thì để rồi né ngay. Tóm sao được tao. Huy chương vàng Olympic bơi lội ở Thế vận hội mùa đông tổ chức tại Việt Nam. À quên, tổ chức tại Hà Đông chứ. Đúng rồi, Hà Đông Việt Nam. Thí sinh mang tên Pop đã giành huy chương vàng. Lâu thế nhỉ? Làm... Ôi ơi né. Ôi đồ ơi, làm gì có thằng nào nín thở được lâu này bạn ơi, né. Đấy. Ngoài việc nín thở ra anh ấy còn né. Ôi dồi. Ngu vãi cả lìn. 2000 years later. Rồi ok, rồi, tưởng thì nào. Cố tình để rơi mấy lần để cho game nó tưởng mình chơi kém. Nó không đề phòng. Một phát qua luôn anh em ạ. Người ta gọi đấy là trí đấy. À bây giờ phải lấy cái gì đây? Ê, game này con quen anh em ơi. Sinh tồn trên biển, anh em có nhớ con game Brav không? Quái gì đây? Đấy, Brav. Cái game Brav anh em, cái game mà chúng ta phải kiểu lấy đồ các thứ ấy. Đấy, lấy được đồ luôn. Xịn, đừng hỏi, có búa này, lắp ghép luôn này. Ý, à đúng rồi, đúng rồi. À từ. Mẹ rồi, ngu thế nhỉ. Phải lấy đúng miếng của anh em. Đây rồi. Miếng này là chuẩn rồi. Miếng này là chuẩn rồi. À phải lấy từng miếng một. Thật là vê lù. Đây chúng ta sẽ lấy một miếng giống như vừa nãy nhá. Xong rồi về sau mình phải dùng cái đinh để đóng vào anh em. Không phải miếng này. Đây. Đó. Rap thật sự rồi đấy. Nào đi ra đây, đóng đi thằng ngu. Hay là mình phải lấy tiếp đồ ở đây. Đây rồi, miếng thứ hai. Rồi, sắp có được cái ván để đi rồi đấy anh em ạ. Đây rồi. Sắp được chưa? À ok. Ôi nó vượt. Phát cả nguyền ạ. Vừa đủ thì nó vừa lại chạy qua anh em ạ. Đe quá. Không phải cái này đâu nha. Nhầm ấy, cái miếng đầu đấy là cái miếng đít của nó là rất là phẳng. Một miếng nữa thôi. Đây. Nhìn đít cái biết luôn là thứ mình cần.
Được chưa? Đủ rồi đúng không? Đủ rồi, bây giờ dùng gỗ đập vào từng cái một. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi, úi dồi. Anh em nhìn cái tay kìa. Cầm cái búa theo kiểu phong cách quý tộc à? Đúng là nghệ sĩ mà. Nào, bây giờ là dùng mái chèo để chèo qua lấy từng thứ một. Đấy, cái gì đấy? What the fuck? Lấy con dao. Ok. Qua bên này. Không có, rồi lấy dao mở ra. Rạch ra bạn này. Úi dồi, úi dồi. Được đấy. Con quái gì đây? Nói chung khó chịu thế nhỉ. À, mình đã mở khóa được cho một con lĩ gì đấy. Và bây giờ nó sẽ đến trả ơn mình sao? Cứu cá, cá trả ơn anh em ạ. Đây là câu chuyện Pop đẹp trai và con cá vàng. Và sau đó thì anh ấy trèo cái tấm ván này, vượt qua không biết bao nhiêu là đại dương để đến được đất liền. Đấy là tinh thần gọi là của một người chiến sĩ. Hình ảnh của em người yêu mình đây. Ordeal by water was supposed to reveal the truth about Zula, but Harry didn't believe in the guilt of his beloved. Although sometimes, when she would disappear in the night, the disturbing dreams were haunting him. In them, he seen Zula deep in the dark forest, dancing frantically by a fire. Rồi, ở trong cái đoạn vậy nó có nói ấy, là cái thằng Harry này nó sẽ không bao giờ quên cái khoảnh khắc đấy. Tức là cái khoảnh khắc mà tàu bị chìm ấy và mọi người sẽ chết. À, và có nói thêm ấy, là có một người đã nhìn thấy Zula, tức là em người yêu của thằng Harry này, nhìn dõi theo những vì sao. Thế nên là họ đã kết tội cô ấy là một phù thủy. Thế này anh em có thể thấy là cái việc mà em người yêu của thằng này, Zula đúng không, đang bị trói và đang bị có vẻ là hành hình đúng không. Và tiếp theo nữa thì nó bảo là cái thằng Harry này nó ước là giá như thằng Harry nó có thể quên được đi cái ký ức kinh hoàng. Và ở đoạn cuối có nói là thằng Harry đã nằm mơ thấy em Zula, tức là em Zuto, em người yêu Zuto là nhảy múa với lửa. Tức là anh có thể hiểu là người ta đã trừng phạt cái phù thủy bằng cách là thiêu sống hay là đại khái là như vậy, thì khá là căng đấy. Được rồi, ok, thì hành trình giải cứu người yêu sẽ tiếp tục ở tập sau. Còn tập này thì mình nghĩ là chúng ta sẽ tạm thời là kết thúc ở đây. Đấy, mình nghĩ là tập sau chúng ta sẽ phá đảo luôn con game này đi. Tại vì mình nghĩ là chắc là sắp hết rồi. Đấy, còn nếu như mà chưa hết thì chúng ta cứ sẽ chơi tiếp nhá. Còn tập hôm nay tạm dừng. Thì xin nhắc lại với em, con game này có tên là Pop Cứu Bồ. Và em người yêu của mình tên là Zuto. Đấy, mình sẽ phải đi giải cứu em người yêu Zuto đang bị buộc tội là phù thủy, để xem mình có giải cứu được hay không. Tại vì cũng hơi khó, tại vì đấy thì em Zuto đang bị thiêu bởi lửa rồi mà. Biết đâu lại có một cái sự bất ngờ xảy ra đúng không? Thì để xem là con game này nó sẽ diễn biến như thế nào. Ok nhá, được rồi, còn bây giờ thì video này sẽ kết thúc đây. Và nếu như em thích con game này, nhớ nhấn like cho video này và đăng ký kênh để ủng hộ mình sớm đạt được 1.100.000 người đăng ký. Được rồi, còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.